hãy cùng gửi lời chào tới chị, và nếu như mà xem đã ok rồi thì nhắn chị biết nha. Ok Diệu Hiền nhá. Ok chị ơi à. Rồi xin chào Quốc Khánh, xin chào em. Rồi xin chào Mai Mai Uyên, xin chào em, xin chào các bạn. Các bạn ơi, các bạn sẽ vào lại cùng với chị Hiên nhá. Ok chưa nào? Chúng mình sẽ cùng vào lại với chị Hiên nhá. Rồi nhất trí. Ở đây này, các bạn sẽ để ý giúp cho chị một điều. Ok rồi chị ơi, nhất trí. Triển nhá. Chúng mình đang nói đến cái vấn đề đó là giải quyết yêu cầu nâng cao trong cái đề thi Trung học phổ thông quốc gia, đúng không ạ? Thì ở đây chị đã nói với các bạn về những cái vấn đề liên quan tới mục đích yêu cầu nâng cao là gì, phân loại như thế nào, dung lượng và vị trí trình bày ra sao và số điểm chiếm bao nhiêu. Thì chị sẽ tóm nhanh lại để các bạn có thể theo dõi kịp cái tiến độ mà chúng ta đang nói nhé. Chúng ta nói đến cái mục đích của cái yêu cầu phụ. Thì các bạn có thể thấy là về cụ thể cái mục đích của việc chúng ta phải giải quyết một cái yêu cầu phụ hay còn gọi là cái yêu cầu nâng cao, đó là để phân loại học sinh. Và đa số những cái học sinh khá giỏi phải nắm vững kiến thức bài học, có cái kỹ năng khái quát kiến thức thì mới có thể làm trọn vẹn được cái câu này. Hay nói cách khác, những ai ở đây mà đang mục tiêu là 9 cộng thì các em phải làm được cái phần này cho chị nhá. Ok chưa? Tiếp tục này. Ở trong cái phần phân loại này thì chúng mình sẽ chú ý là đó có thể là một cái vấn đề mở rộng thêm về mặt nội dung. Đó cũng có thể là một cái vấn đề mở rộng thêm về mặt nghệ thuật. Và dung lượng và cái vị trí trình bày thì dung lượng sẽ là một cái đoạn văn khoảng từ 10 cho đến 20 dòng. Và chúng ta sẽ thường làm nó sau khi mà chúng ta đã phân tích xong cái vấn đề chính và cái số điểm mà chúng ta sẽ có cho cái câu này thì nó sẽ rơi vào từ 0,75 cho tới 1 điểm các bạn nhé. Thì ở đây là những cái yếu tố chính mà chị vừa đã cùng phân tích cùng với các bạn rồi. Ok chưa ạ? Đây là những cái yếu tố chính mà chúng ta đã vừa phân tích cùng với nhau rồi. Thì ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng với nhau đến với cái phần B nhỏ. Đó là phương pháp. Không ạ? Làm yêu cầu nâng cao. Ok chưa nào? Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với cái phần này. Đó là phương pháp làm yêu cầu nâng cao. Về mặt hình thức để giải quyết cho cái yêu cầu nâng cao này thì các bạn cũng đã biết rồi. Chúng ta sẽ có hình thức là gì nhỉ? Hình thức là một cái đoạn văn khoảng từ 10 cho đến 20 dòng. Ok chưa ạ? Và cái cấu trúc nhất đối với giải quyết yêu cầu nâng cao ấy, thì khi mà các bạn giải quyết những cái yêu cầu nâng cao thì các bạn nên có cho chị những cái gì ạ? Các bạn nên có cho chị những cái cấu trúc, những cái ý chính như sau. Thứ nhất là chúng ta sẽ biết được cái khái niệm của cái vấn đề đấy. Bởi vì các em thấy rằng là trong trường hợp là chúng ta thấy rằng là đặc biệt nhất là những cái câu hỏi, những cái phần yêu cầu phụ mà người ta hỏi chúng ta về về nghệ thuật đấy. Nó sẽ bao gồm ví dụ như những cái liên quan tới nghệ thuật trần thuật chẳng hạn. Đúng không? Đấy, được chưa ạ? Nghệ thuật trần thuật chẳng hạn, đặc biệt là trong truyện ngắn nhé. Thì các em thấy rằng là một trong những cái gọi là gì ạ? Trọng tâm năm nay của chúng mình vẫn hay nói với nhau và hay thảo luận với nhau rằng trọng tâm năm nay chính là truyện ngắn đấy. Không biết có đúng hay không, thế nhưng mà chúng ta thấy rằng là nếu như mà hỏi về truyện ngắn thì người ta rất là hay hỏi về nghệ thuật trần thuật. Đó, ví dụ là như thế, chúng ta sẽ nêu ra cái khái niệm. Hay là ví dụ như người ta hỏi về giá trị nhân đạo. Đó, thì các bạn cũng sẽ phải nêu được cái khái niệm ra nhá. Hay là người ta hỏi về giá trị nghệ thuật, giá trị hiện thực, chị xin lỗi, thì các bạn cũng phải nêu ra. Hay phong cách nghệ thuật, làm rõ về phong cách nghệ thuật, các bạn cũng phải nêu cái khái niệm ra. Thì bản thân chị cho rằng là cái khái niệm nó thực sự là một cái chất dẫn rất là tốt cho chúng ta để chúng ta có thể bắt đầu viết cái phần yêu cầu phụ này. Được không ạ? Các bạn ơi, bây giờ chúng mình sẽ có một cái ví dụ nhá. Chúng mình sẽ có một cái ví dụ khá là đơn giản cho các bạn để các bạn có thể thực hành luôn. Được không ạ? Chúng ta sẽ có một cái ví dụ như sau để các bạn có thể thực hành luôn. Và chị sẽ phân loại cho các bạn để các bạn sẽ thấy nhá. Ví dụ này, chúng ta sẽ có một cái yếu tố mà thường rất là hay được hỏi ở trong truyện ngắn, được không ạ? Đó chính là về cái nghệ thuật trần thuật. Ok chưa ạ?
Thì ở đây các bạn sẽ thấy là ví dụ như là chúng ta xét về truyện ngắn đi. Đây ạ, chị sẽ kể một cái bảng nhá. Ở đây là thể loại này. Được không ạ? Những cái vấn đề thường hỏi này. Ví dụ như ở đây chúng ta có cái thể loại là truyện ngắn đi. Đó. Thì các bạn sẽ có những cái tác phẩm chính, ví dụ như là Vợ chồng A Phủ của nhà văn Tô Hoài. Vợ nhặt của nhà văn Kim Lân. Được không ạ? Rừng Sà Nu của nhà văn Nguyễn Trung Thành. Ví dụ thế. Thì ở đây các bạn có phải thấy là những cái yêu cầu phụ ấy, yêu cầu nâng cao ấy mà người ta thường đưa ra, người ta rất là dễ hỏi các bạn. Đặc biệt là trong truyện ngắn là người ta có thể hỏi các bạn về cái nghệ thuật trần thuật. Đúng chưa? Thế thì bây giờ rõ ràng là các bạn phải nắm được cái khái niệm của nghệ thuật trần thuật. Và bên cạnh cái khái niệm này thì các bạn sẽ còn phải nắm được về, à vậy thì nói đến nghệ thuật trần thuật thì người ta sẽ nhắc tới những cái yếu tố gì? Đó, được không ạ? Người ta sẽ chú ý đến những cái yếu tố gì? Ví dụ như là trong nghệ thuật trần thuật thì chúng ta thấy rằng là gì ạ? À, chúng ta có thể hiểu một cách đơn giản. Nghệ thuật trần thuật là gì? Nghệ thuật trần thuật là gì ạ? Trần thuật là phương diện cấu trúc của tác phẩm tự sự thể hiện cái mối quan hệ giữa chủ thể, khách thể trong cái loại hình nghệ thuật này. Đúng không ạ? Nó đánh dấu cái sự thay đổi điểm chú ý từ đấy chúng ta có được đưa ra, chúng ta đưa ra những cái khái niệm về nghệ thuật trần thuật. Những cái khái niệm rất là đơn giản, hoặc nếu các bạn chỉ cần nói đơn giản là gì ạ? À, nghệ thuật trần thuật ở đây là nghệ thuật kể chuyện, ví dụ thế. Thì ở đây chúng ta sẽ dựa vào là gì nhỉ? Chúng ta sẽ dựa vào lý luận văn học để chúng ta làm. Thế nhưng mà ở cái khái niệm các bạn có thể đưa ra rồi, nhưng các bạn hãy chú ý giúp chị là nếu như nhắc tới nghệ thuật trần thuật thì chúng ta sẽ phải nhắc tới những cái yêu cầu, đó là về điểm nhìn trần thuật, sẽ là về giọng điệu trần thuật. Giọng điệu trần thuật sẽ là về ngôn ngữ kể chuyện và sẽ là về kết cấu trần thuật. Thì các bạn ơi, tất cả những cái này ấy, chúng ta phải có một cái sự tìm hiểu. Vì nếu như không có sự tìm hiểu thì các bạn sẽ không thể biết được những cái này. Thế thì đơn giản chúng ta bắt đầu viết, ví dụ người ta yêu cầu là làm rõ về cái đặc sắc trong nghệ thuật trần thuật của một cái truyện ngắn nào đấy chẳng hạn. Thì ví dụ như mình có thể nói là gì nhỉ? Mình có thể nói là trong nghệ thuật, trong truyện ngắn thì yếu tố trần thuật là một trong những cái yếu tố vô cùng quan trọng. Nghệ thuật trần thuật được hiểu là những cái điểm đặc sắc trong cách kể chuyện, thể hiện qua điểm nhìn trần thuật là ngôi kể, qua giọng điệu trần thuật, qua ngôn ngữ trần thuật và qua kết cấu trần thuật. Đấy, kiểu như thế. Thì có phải là khi mà các bạn thấy được cái đó, các bạn sẽ thấy nó cực kỳ rõ ràng không? Chúng mình có hiểu ý chị không ạ? Các bạn sẽ thấy nó cực kỳ rõ ràng. Phải không ạ? Và khi các bạn đã thấy nó cực kỳ rõ ràng như thế này rồi thì chị nghĩ rằng là cái phần mà các bạn triển khai ấy nó cũng sẽ trở nên đơn giản hơn khi chúng ta đã nhìn được nó một cách rõ ràng như vậy. Thế thì các bạn có thể thấy là ở đây nhá, cái yêu cầu phụ của chúng ta thường là người ta sẽ đưa ra cho chúng ta một cái, đó là người ta hay nói chúng ta là ví dụ như là nhận xét về cái gì đó. Đúng không? Mà nếu như các bạn hiểu rằng là nếu như mà đề bài mà yêu cầu mà có cái từ nhận xét ấy, thì bao giờ là chúng ta cũng sẽ đưa ra kèm theo đó là cái gì nhỉ các bạn nhỉ? Kèm theo đó là những cái tính từ. Ví dụ nhá, chúng ta sẽ có điểm nhìn trần thuật về ngôi kể. À, đây sẽ là ngôi kể. Thì ở đây ví dụ như chúng mình sẽ có là kể theo ngôi thứ nhất hay là kể theo ngôi thứ ba. Đó, kiểu như vậy. Hay là giọng điệu trần thuật hay gì ạ? À, đây là ngôi kể này, điểm chị xin lỗi chỗ này nhá. Điểm nhìn trần thuật này là ngôi kể này. Đấy, mình nhận xét như thế. Ok chưa? Mình sẽ nhận xét như thế. Hay là ví dụ như là ở giọng điệu trần thuật thì mình sẽ sử dụng những cái cụm từ ví dụ như là đó là một cái giọng điệu tự nhiên, hóm hình, hay là triết lý, hay là lạnh lùng. Đúng không? Kiểu như vậy. Ok chưa ạ? Thì mình sẽ dùng những cái cụm từ như vậy để mình nhận xét.
được chưa nào? Thì các bạn sẽ chú ý giúp cho chị. Đấy, hay là ví dụ những cái ngôn ngữ kể chuyện thì mình sẽ thường dùng những cái cụm từ như là ngôn ngữ đó có gần gũi không? Có dân dã không? Đúng không ạ? À, có được chọn lọc không? Đúng không? À, có mang cái tính khẩu ngữ không? À, đúng không ạ? Hay là nó, hay đó là cái ngôn ngữ đối thoại, hay là độc thoại, hay là trực tiếp, hay là nửa trực tiếp. Đấy, mình dùng những cái từ như thế để mình nhận xét. Các bạn hiểu ý chị chưa? Có nghĩa là chúng ta ấy, cái điều cốt lõi nhất tại vì sao mà các bạn không có làm được tốt cái yêu cầu phụ, có lẽ là bởi vì chúng ta chưa có được tiếp cận nhiều với những cái khái niệm như thế này. Thế nên là thành ra là chúng ta bị rơi vào một cái trường hợp là thực sự là khi mà đọc cái yêu cầu nâng cao xong, về bản chất chúng ta còn chẳng hiểu về nó thì làm sao mà chúng ta làm được. Thế nên nếu như bây giờ các bạn hỏi chị rằng: chị ơi, có cái cách nào để em có thể cải thiện được cái việc viết yêu cầu phụ của mình không? Thì chị nghĩ là các bạn phải đọc nhiều và các bạn tìm hiểu nhiều. Bây giờ các bạn phải phân ra là ví dụ như đối với truyện ngắn, ví dụ phân hẳn ra, ở đây thì chị có hai cái bảng tài liệu. Bảng tài liệu thứ nhất đó là một cái bảng tài liệu về những cái yêu cầu phụ thường gặp trong các tác phẩm thơ. Và cái thứ hai là những cái yêu cầu phụ thường gặp trong các cái tác phẩm văn xuôi. Thì các bạn cũng có thể tham khảo cái đó để các bạn làm nhá. Ok chưa ạ? Các bạn cứ bình tĩnh, chị sẽ hướng dẫn từng chút một. Thì cái kết cấu trần thuật ở đây, ví dụ như là chúng ta sẽ biết tới những cái kết cấu, ví dụ như là đó có phải là cái kết cấu vòng tròn không? Đó. Hay là đó là cái kết cấu chuyện lồng trong chuyện. Đúng không ạ? Kết cấu chuyện lồng trong chuyện. Đó. Hay là ở đây chúng ta có cái kết cấu đó là kết cấu đảo trật tự tuyến tính. Kết cấu đảo trật tự tuyến tính. Hay là gì ạ? Hay là kết cấu mở. Đó. Thì các bạn cũng phải có được những cái nhận xét. Và các em ơi, khi mà các em có được những cái nhận xét mà nó cụ thể như thế này thì chị tin chắc chắn rằng không có lý do gì mà các bạn lại không có được một cái số điểm tốt. Các em nhá, hãy chú ý giúp chị Hiên nhá, được không nào? Hãy chú ý giúp chị Hiên nhá. Thế thì ở đây các bạn sẽ thấy này, nhưng đây là chúng ta nói toàn diện về nghệ thuật trần thuật trong tác phẩm. Các em hiểu ý chị không ạ? Thế nhưng các bạn hãy chú ý giúp cho chị một điều là có nhiều cái trường hợp ấy là các bạn không có đọc kỹ đề. Ví dụ như đề bài người ta chỉ yêu cầu đó là chúng ta nhận xét về cái nghệ thuật trần thuật ở trong đoạn trích thôi. Phải không ạ? Thế thì các bạn sẽ chú ý giúp cho chị một điều là chúng ta hoàn toàn có thể chủ động gì ạ? Điều chỉnh xem là ở trong cái đoạn trích đó thì người ta gì ạ? Ở trong cái đoạn trích đó thì người ta đang nói về người ta đang nói về những cái đặc điểm nào trên đây trong bốn cái mà chị vừa liệt kê ra, đó là điểm nhìn trần thuật, hay là giọng điệu trần thuật, ngôn ngữ kể chuyện và kết cấu trần thuật. Không phải là đoạn trích nào cũng xuất hiện cả bốn cái yếu tố này, được không ạ? Và bây giờ chúng ta sẽ phải xét vào trong một cái trích đoạn, và có thể là nó sẽ chỉ thể hiện cái điểm nhìn trần thuật thôi, nó chỉ thể hiện cái giọng điệu trần thuật thôi, được không ạ? Nó chỉ thể hiện cái ngôn ngữ kể chuyện thôi. Thì các bạn sẽ chỉ làm rõ những cái vấn đề đấy thôi và nhận xét về những vấn đề đấy thôi nhá. Ok chưa nào? Các bạn sẽ hết sức chú ý giúp cho chị về cái phương diện này. Thế thì bây giờ ví dụ như đối với một cái đề bài mà chúng ta có ở đây là về một cái nghệ thuật trần thuật đi nhá, chị sẽ lấy cụ thể cho cái này. Thì bây giờ hiện tại là chúng ta có cơ số các tác phẩm ở đây. Nếu như mà các bạn muốn nhận xét thì nó rất là đơn giản, được không ạ? Nếu mà các bạn muốn nhận xét thì các bạn chúng ta thấy rằng nó rất là đơn giản đây nhá. Ví dụ như ở đây chúng ta có đây ạ, các cái tác phẩm nhá. Ví dụ như ở đây là tôi có là chúng ta có là Vợ chồng A Phủ này, đây là Vợ nhặt này, đây là Chiếc thuyền ngoài xa này. Đó, ví dụ như tôi nhận xét về cái đầu tiên ở đây là về điểm nhìn trần thuật này, hay nói cách khác ở đây chính là ngôi kể này. Đó, thì các bạn sẽ chú ý giúp cho chị là ở trong cái điểm nhìn trần thuật về ngôi kể này thì Vợ chồng A Phủ và Vợ nhặt là được kể ở ngôi thứ mấy? À, hai cái tác phẩm này nhá là kể ở ngôi thứ 3. Đúng không? Ở ngôi thứ 3.
phải chưa nào? Và chúng ta thấy rằng là với cái cách kể chuyện này thì giọng kể chuyện sẽ tự nhiên, điểm nhìn trần thuật sẽ linh hoạt và khách quan. Đấy, mình nêu được ra bởi vì mình đã học về ngôi kể rồi mà. Và mình cũng biết rõ được rằng là đối với cái một cái ngôi kể như vậy nhá, đối với một cái ngôi kể như vậy thì chúng ta sẽ có được những cái điểm lợi thế là như thế nào. Thì ở đây ví dụ như là chúng ta sẽ có được một cái giọng kể chuyện tự nhiên. Đó, được không ạ? À? Giọng kể chuyện tự nhiên này, điểm nhìn trần thuật, nó sẽ bao quát, linh hoạt và khách quan. Đó, ví dụ thế nhá. Ok chưa? Ví dụ là như vậy. Thì đây là đối với cái yếu tố đầu tiên là về điểm nhìn trần thuật. Thế nhưng mà các bạn sẽ thấy rằng là chúng ta thấy được một cái điều khá là khác ở đây. Đó chính là gì ạ? Đợi chị chút xíu nhá. Đó chính là đối với chiếc thuyền ngoài xa thì chúng ta lại có một cái ngôi kể khác, lại có một cái điểm nhìn trần thuật khác. Đó là chiếc thuyền ngoài xa được kể ở ngôi thứ nhất số ít, đúng không? Ngôi thứ nhất. Qua lời kể của ai ạ? Qua lời kể của nhân vật Phùng. Phải không nào? Thì chúng ta thấy rằng là nếu như các bạn tìm hiểu thì các bạn sẽ biết là đây là người kể chuyện hạng chi. Và cái cách kể này thì sẽ mang một cái giọng điệu tâm tình, triết lý và lợi thế điểm nhìn trực tiếp, đó là chứng kiến, tham gia vào cốt truyện và sẽ khiến cho câu chuyện sinh động, giàu cảm xúc hơn. Thế nên chúng ta thấy rằng là mỗi cái điểm nhìn trần thuật thì nó lại sẽ có một cái ưu điểm riêng và tùy vào cái mục đích trần thuật của tác giả. Ví dụ là như vậy nhá. Thế sau đấy thì mình sẽ nhận xét tiếp theo là về ngôn ngữ đi. Ngôn ngữ kể chuyện. Ngôn ngữ kể chuyện. Được không ạ? À? Ngôn ngữ kể chuyện và cái giọng điệu trần thuật luôn đi, kết hợp cả cái này nhá. Giọng điệu trần thuật. Đó, ví dụ tôi có một cái yếu tố tiếp theo ở đây. Đấy, ở đây là chị đang muốn nói với các bạn là chúng ta hoàn toàn có thể xây dựng những cái cấu trúc này. Được không ạ? À? Chúng ta hoàn toàn có thể xây dựng những cái cấu trúc này, những cái điều mà thường xuất hiện ở trong những cái câu hỏi nâng cao. Và các bạn có thể chuẩn bị trước. Thì đến khi mà gặp đề là các bạn chỉ việc là các bạn linh hoạt cái phần này thôi. Ok chưa ạ? À? Thì các bạn sẽ chú ý giúp cho chị nhá. Thì ở đây ví dụ như chúng ta có cái ngôn ngữ kể chuyện và giọng điệu trần thuật đi. Thì ví dụ như trong Vợ Nhặt, thì các bạn sẽ thấy là đó là một cái ngôn ngữ rất là gần gũi. Đúng không? Rất là tự nhiên. Rất là dân dã. Đúng không ạ? Và nó cực kỳ phù hợp với một cái không gian mà Kim Lân đã sáng tạo. Đó là không gian của những cái vùng quê đồng bằng Bắc Bộ. Đúng không ạ? Thế còn về từ ngữ thì sao? Từ ngữ được chọn lọc, chính xác và giàu sức cỡ. Được không ạ? À? Và chúng ta thấy rằng là tác giả đã sử dụng những cái lời kể nửa trực tiếp, đan xen với gián tiếp, lời đối thoại với những cái lời độc thoại nội tâm. Đấy, dựa những cái ý ở trên chị vừa cho các bạn ghi đây này, những cái từ ngữ mà nó sẽ thường xuất hiện. Đấy, kiểu kiểu như vậy. Ok chưa nào? Được không ạ? À? Thế thì đấy là ví dụ như chúng ta nhận xét là đối với Vợ Nhặt là như thế. Được chưa nào? Ví dụ như đối với Vợ Nhặt là như thế. Tương tự như vậy thì các bạn cũng sẽ sử dụng những cái từ ngữ phù hợp để các bạn nhận xét về gì? Nhận xét về vợ chồng A Phủ. Ví dụ như là đối với vợ chồng A Phủ thì chúng ta lại có một cái giọng điệu trần thuật đa dạng. Đúng không? Giọng điệu trần thuật đa dạng. Và cái sự đa dạng đó được thể hiện ở cái gì ạ? Lúc thì thương cảm với số phận của cô Mỹ, lúc lại lãng mạn bay bổng, nhưng cũng có những cái thời điểm rất là quyết liệt và mạnh mẽ. Có những cái thời điểm cảm thấy rất là căm phẫn. Đúng không ạ? Và cái ngôn ngữ kể chuyện thì đậm chất Tây Bắc. Đó, ví dụ thế. Ngôn ngữ kể chuyện đậm chất khẩu ngữ vùng miền đấy ạ. Và cụ thể ở đây đó chính là gì ạ? Là vùng núi cao Tây Bắc. Đúng không ạ? Ví dụ là như thế. Thì các bạn sẽ chú ý giúp chị là, hay là ví dụ trong Chiếc Thuyền Ngoài Xa đi. Thì ở Chiếc Thuyền Ngoài Xa chúng ta sẽ thấy đó là gì? Một cái giọng điệu trần thuật nó chiêm nghiệm và đậm tính triết lý. Đậm tính triết lý. Đúng không? Và ngôn ngữ trong Chiếc Thuyền Ngoài Xa mặc dù rất là giản dị, thế nhưng mà rất là giàu ý nghĩa. Đúng không?
nhưng giàu ý nghĩa. Đó, ví dụ là như vậy. Đấy thì các bạn sẽ chú ý nhá. Hay là ví dụ như chúng ta nói về một cái yếu tố nữa trong nghệ thuật trần thuật, đó là về cái kết cấu trần thuật đi. Thì các bạn sẽ thấy là gì nhỉ? Chiếc thuyền ngoài xa thì theo trình tự thời gian tuyến tính. Đúng không ạ? Trình tự thời gian tuyến tính. Phải không nào? Vợ chồng A Phủ và vợ Nhặt Lá kết cấu đảo ngược trật tự thời gian. À, ok chưa ạ? Các bạn hãy chú ý giúp chị nhá. Ở đây chúng ta có một cái kết cấu, đó là gì ạ? Kết cấu đảo ngược trật tự thời gian. Đó. Thì cái này các chúng ta sẽ nhận thấy rất là rõ ở trong những cái tác phẩm mà chúng ta có, sau đó chúng ta sẽ nêu ra tác dụng. Ví dụ như tạo một cái ấn tượng mạnh, khơi gợi trí tò mò của độc giả, hấp dẫn lôi cuốn người đọc và người nghe. Thì đấy sẽ là những cái cụm từ mà chúng ta rất là thường xuyên sử dụng khi mà chúng ta nhận xét về gì ạ? Khi mà chúng ta nhận xét về gì? Khi chúng ta nhận xét về cái gì ạ? Về cái nghệ thuật trần thuật. Được không? Thì các bạn sẽ chú ý giúp cho chị là như vậy nhá. Ok chưa nào? Thì chúng ta sẽ có thể dựa vào những cái định hướng ở trên này để chúng ta giải quyết một trong những cái vấn đề rất là thường gặp khi mà nói về truyện ngắn, đó chính là về cái nghệ thuật trần thuật, được không ạ? À, đây cũng là một trong những cái chị cho rằng là cũng rất là hay vào nhá, nghệ thuật trần thuật, được chưa nào? Ok chưa ạ? Rồi, nhất trí nhá. Đấy là một cái ví dụ. Thế thì các bạn sẽ thấy là vậy thì cái bước đầu tiên mà tôi cần phải làm đó là bên cạnh cái việc là tôi biết được về cái khái niệm thì tôi sẽ còn phải biết về cái gì nữa nhờ các bạn nhỉ? À, bên cạnh việc biết về khái niệm thì tôi sẽ còn phải biết về gì? Tôi sẽ còn phải biết về những cái yếu tố để tạo nên nữa. Đúng không ạ? Tôi sẽ còn phải biết về những cái yếu tố để tạo nên. Đúng chưa nào? Những cái yếu tố để tạo nên cái thành phần đó là gì nữa. Đó, nên là các bạn sẽ hết sức chú ý giúp cho chị nhá. Các bạn sẽ hết sức chú ý giúp cho chị cái này nhá. Ok chưa ạ? Thế thì ở đây này, ví dụ như là ở trong cái nghệ thuật trần thuật là các bạn đã biết cái đó rồi. Nhưng mà ví dụ như ở giá trị nhân đạo, tương tự như vậy, các bạn cũng sẽ biết là cái giá trị nhân đạo thì sẽ bao gồm các yếu tố là gì? Giá trị nhân đạo, chúng ta sẽ biết các yếu tố, ví dụ như là đó là cái sự tố cáo, đó là cái sự ca ngợi, đó là cái sự đồng cảm và đó là cái sự mở đường. Thật ra thì như bình thường là mình sẽ đẩy cái này lên trước, có nghĩa là cái đồng cảm này sẽ lên trước cái ca ngợi nhé. Ok chưa ạ? Thế thì sẽ là tố cáo, đồng cảm, ca ngợi và mở đường. Thì khi chúng ta hiểu được về cái này rồi thì các bạn sẽ triển khai nó rất là dễ. À ok ạ. Ôi chị quên mất, chị không có mở link Google Meet đấy. Bây giờ chị mới đang để ý đây này. Đợi chị chút xíu nha. Rất là xin lỗi các bạn ạ. Chị đang không không để ý kem lag, kem không có xem được hả? Ok, chị rất xin lỗi nhá. Chị sẽ mở ngay vào luôn cho các bạn. Đây ạ, các bạn đợi chị một chút xíu nhá. Chị rất xin lỗi các em. Tại vì say sưa quá. Đây thực sự là một cái đề tài rất là hay nên thành ra là đang say sưa quá nhá. Các bạn sẽ chú ý giúp cho chị. Ok chưa nào? Các bạn sẽ chú ý giúp cho chị nhá. Đây chị sẽ ghim lên, chị rất xin lỗi các em nhá. Đây ạ. Các bạn tham gia. Chị rất xin lỗi chúng mình nhá. Ok ạ. Các bạn sẽ tham gia giúp chị nhá. Được không nào? Chị ghim rồi đây ạ, rất xin lỗi chúng mình. Ôi trời ơi. Ok, chị rất xin lỗi các em vào lại hộ chị Hiên nhá. Ok, rồi ạ. Ok, rồi các bạn ơi. Được không nào? Nào, các bạn vào chưa ạ? Các bạn vào hết đi nhá. Ok. Nào các bạn ơi, các bạn vào chưa? Rồi, bây giờ chị muốn xác nhận lại. Nào bây giờ chị muốn xác nhận lại.
Bây giờ chị đang muốn xác nhận lại là những cái phần mà chị vừa nói vừa rồi ạ, các bạn có định hình ra không ạ? Về cái cách chúng ta sẽ đi giải quyết một cái yêu cầu nâng cao á, các bạn có nhận ra, các bạn có hiểu những cái gì mà chị vừa trao đổi không ạ? Bao gồm cái yếu tố đầu tiên mà chị đưa đến cho các bạn là các bạn sẽ phải nắm được là chúng ta sẽ phải biết về cái khái niệm và về những cái yếu tố để tạo tạo nên cái đó. Được không ạ? Thì ở đây chúng mình sẽ chú ý nhá. Ví dụ đi, chúng ta sẽ lấy một cái ví dụ nhá. Là nếu như vào thơ á, mình cụ thể các cái vấn đề luôn nhá, để mình xem là ví dụ như đối với các cái tác phẩm thơ thì sẽ có những cái yêu cầu phụ gì thường vào. Đây ví dụ với thơ đi, để xem là các bạn sẽ giúp chị nhá. Trước tiên là đối với Tây Tiến, đối với Việt Bắc, đối với đất nước, đối với sóng. Thì bây giờ chúng mình sẽ cùng làm một cái cuộc khảo sát với chị nhá. Đây là cái yêu cầu nâng cao mà người ta có thể hỏi. Thế thì trước tiên là đối với Tây Tiến đi. Nào, trước tiên thì đối với Tây Tiến đi. Thì theo các bạn, chúng ta sẽ có những cái yêu cầu nâng cao nào ở trong Tây Tiến mà người ta có thể cho vào mà các bạn cũng đã từng gặp. Nào, các bạn nói chị nghe thử xem nào. Trước tiên là đối với Tây Tiến đi. Thì theo các bạn là chúng ta sẽ có những cái yêu cầu nâng cao nào mà chúng ta có thể gặp nhá. Nào các bạn, chúng ta sẽ cùng xem để xem là theo các bạn thì chúng ta sẽ có những cái yêu cầu nâng cao nào ở thơ. Trước tiên là với Tây Tiến đi. Nào các bạn sẽ điền nhá. Ok, nhất trí. Chị sẽ cho các bạn khoảng 1 phút nha, để các bạn tìm ra nhá. Nào. Rồi, nhận xét phong cách tài hoa lãng mạn của Quang Dũng. Rồi, vẻ đẹp người lính trong thời kỳ kháng chiến. Đúng này, chuẩn đấy. Rồi ạ, gì nữa nào các bạn? Gì nữa nào? À, chúng ta thấy rằng là đúng đấy. Nếu như mà nói về Tây Tiến của nhà thơ Quang Dũng nhá, thì chúng ta có thể có những cái yêu cầu phụ như sau. Ví dụ này, người ta sẽ hỏi chúng ta về vẻ đẹp của người lính. Vẻ đẹp người lính thời kỳ đầu cuộc kháng chiến chống Pháp. Chuẩn luôn. Đúng rồi, đây là một cái mở rộng về mặt nội dung, đúng không? Hoặc là có thể là vẻ đẹp trong ngòi bút của nhà thơ Quang Dũng. Vẻ đẹp trong ngòi bút của nhà thơ Quang Dũng. Thì cái này các bạn sẽ thấy là nó sẽ thuộc về cái phong cách sáng tác ấy, đặc sắc trong phong cách sáng tác ấy. Đúng không? Còn gì nữa ạ? Còn cái yếu tố nào nữa? À, hay là ví dụ tinh thần bi tráng, hay là cảm hứng lãng mạn, cũng là những cái mà người ta cũng khá là hay hỏi về Tây Tiến. Hay ví dụ như là chất nhạc, chất họa trong bài thơ. Được không ạ? Chất nhạc, chất họa trong bài thơ. Đó, ví dụ như thế. Ok chưa nào? Thì đây là những cái người ta có thể đưa ra về Tây Tiến. Rồi, thế còn đối với Việt Bắc thì sao? Các em cũng có thể tiếp tục để lại những cái phần bình luận tại đây nhé. Bởi vì chúng ta có rất nhiều những cái câu hỏi phụ có thể ra. Người ta có thể nói về phong cách nghệ thuật, hay là nhận xét về giọng điệu. Nhận xét về giọng điệu của Tố Hữu. Đó, ok chưa ạ? Đấy là một cách nói thôi. Hay là ví dụ như là nhận xét về cái sự kết hợp giữa khuynh hướng sử thi và cảm hứng lãng mạn. Được không nào? Ok chưa ạ? Khuynh hướng sử thi. Nhận xét về khuynh hướng sử thi và cảm hứng lãng mạn của Tố Hữu. Ok chưa nào? Hay là nhận xét về vẻ đẹp con người Việt Nam trong kháng chiến. Vẻ đẹp con người Việt Nam trong kháng chiến. Đó. Hay là ví dụ như nhận xét về cái tính dân tộc. Đó, vân vân. Đấy, thì đây là những cái vấn đề mà chúng ta rất là hay gặp nhá. Đây là những cái vấn đề mà chúng ta rất là hay gặp. Hay là ví dụ trong đất nước của
Nguyễn Khoa Điềm đi, thì có thể là người ta sẽ hỏi phát triển về cái phong cách nghệ thuật đậm chất đậm chất trữ tình chính luận, trữ tình triết luận của Nguyễn Khoa Điềm. Hay là ví dụ như là làm rõ tư tưởng mới mẻ của Nguyễn Khoa Điềm, được không ạ? Về đất nước, chính là đất nước này là đất nước của nhân dân, đất nước của nhân dân, đất nước của ca dao thần thoại đấy, nhưng mà nó mới như thế nào, được không ạ? Hay là ví dụ như ở trong sóng thì người ta có thể nói về gì? Làm rõ về cái vẻ đẹp tâm hồn của người phụ nữ trong tình yêu. Vẻ đẹp tâm hồn của người phụ nữ trong tình yêu. Hay là người ta cũng có thể hỏi về cái sự truyền thống và hiện đại trong tình yêu của Xuân Quỳnh được thể hiện qua bài thơ này. Hay là người ta có thể yêu cầu chúng ta nhận xét về cái phong cách nghệ thuật của Nguyễn Khoa, của Xuân Quỳnh. Đấy, đấy là những cái nội dung mà chị thấy là rất là thường xuyên vào. Ngoài ra nếu như các bạn đã từng gặp những cái vấn đề nào khác liên quan tới các cái tác phẩm thơ này thì các em cũng có thể để lại đây để chị có thể chuẩn bị thêm những cái phần tài liệu để phục vụ cho các bạn trong cái quá trình các bạn viết cái yêu cầu phụ này nhá. Ok chưa ạ? Bên cạnh đấy thì chúng ta cũng sẽ có những cái yêu cầu nâng cao trong các tác phẩm văn xuôi. Được chưa ạ? Chúng ta cũng sẽ có những cái yêu cầu nâng cao trong các tác phẩm văn xuôi. Đây ví dụ đi. Ví dụ như chúng ta có Người lái đò sông Đà của nhà văn Nguyễn Tuân. Thì theo các bạn, những cái yêu cầu nâng cao mà chúng ta thường gặp ở trong Người lái đò sông Đà của nhà văn Nguyễn Tuân là gì? Nào, các bạn có thể để lại đây cho chị nhé. Năm nay thì không hiểu bằng một cái sức mạnh nào đó, nhưng mà các bạn ấy vẫn có một cái niềm tin lớn lao vào việc là tôi tin vào việc là sẽ vào phân tích văn xuôi. Không hiểu tại sao các bạn lại có một cái niềm tin to lớn như thế, được không ạ? Nhưng mà chị thì chị cho rằng là niềm tin to lớn đó rất là tốt, được không ạ? Nếu như mà nó đúng vào văn xuôi thật thì chắc chắn là phải nói một cái lời chúc mừng các bạn rồi. Chắc chắn là sẽ phải nói một cái lời chúc mừng các bạn rồi. Nhưng mà các em ơi, mọi thứ đều có thể xảy ra. Và điều chị nghĩ rằng là các bạn sẽ cần phải lưu tâm đó là chúng ta phải thực sự học. Chúng ta phải gì ạ? Chúng ta phải thực sự học và chúng ta phải thực sự tập trung nhá. Rồi ok. Nào các bạn, theo các bạn thì Người lái đò sông Đà có thể cho vào những cái yêu cầu phụ gì? Ví dụ một vài yêu cầu phụ như sau nhá. Nhận xét về vẻ đẹp ngôn ngữ. Nhận xét về vẻ đẹp ngôn ngữ. Hoặc là cách sử dụng từ ngữ. Từ ngữ của Nguyễn Tuân. Khi mà nhắc đến Nguyễn Tuân thì các bạn cũng biết được rằng là đây là người thầy phù thủy ngôn từ, là người luyện đan ngôn ngữ. Một cái người mà có đóng góp rất là lớn cho cái việc phát triển những cái từ ngữ tiếng Việt lên một cái cấp độ mới, mang cái sự mới mẻ, riêng, đúng không ạ? Thì đây cũng là một cái điểm cực kỳ đáng chú ý. Hay ví dụ như là nhận xét về cái nhìn của nhà văn Nguyễn Tuân. Nhận xét. Đây ạ, đây là một cái nhé. Ngoài ra thì có thể là nhận xét về cái nhìn của nhà văn Nguyễn Tuân, được không ạ? Đối với người lao động trong cuộc sống mới. Hoặc có thể sẽ là nhận xét về vẻ đẹp người lao động trong thời kỳ mới, hay là trong thời kỳ xây dựng chủ nghĩa xã hội. Đó cũng là những cái yêu cầu mà chị tin là có thể là trong cái tiến trình các bạn làm những cái đề minh họa, làm những cái đề thi thử, các bạn cũng đã từng gặp rồi, đúng không ạ? Hay là chúng ta có nhận xét về cái nét tài hoa. Nét tài hoa của người nghệ sĩ Nguyễn Tuân. Hay
hay là chúng ta có nhận xét về những chuyển biến trong phong cách của Nguyễn Tuân sau cách mạng. Đó, hay là gì ạ? Nhận xét về tình cảm đối với quê hương đất nước của tác giả Nguyễn Tuân. Đó, các bạn thấy không? Quá trời những vấn đề có thể hỏi về sông Đà luôn. Năm nay mà thi vào sông Đà thì liệu rằng đó có phải là một cái sự lợi thế cho các em không? Chị tin chắc chắn rằng là nó sẽ là một cái sự lợi thế, bởi vì là chúng ta học sông Đà chúng ta thấy rằng là rất là hay, đúng không? Và nó rất là rõ ràng và cụ thể. Và các em ơi, đối với những bạn mà nếu như các bạn không có tham gia vào nếu như các bạn không có tham gia vào cái khóa học nhá. Nếu như các bạn mà không có tham gia vào cái khóa học kiến thức nền của chị ý, thì sắp tới sẽ có một cái khóa học được coi là một trong những cái khóa học kinh điển của học văn chị Hiên đấy ạ. Đó là cái khóa học 10 ngày chạy văn cùng với chị Hiên. Không biết các bạn đã nghe tới cái khóa học chạy văn của chị chưa? Đó là một cái khóa mà sẽ học 4 tiếng, 5 tiếng một ngày. Đến tháng 6 mình mới học cơ. Là mình sẽ tổng ôn lại về toàn bộ kiến thức các tác phẩm. Và sẽ có 2 buổi cuối để định hình lại về mặt phương pháp. Thế nên là đây sẽ là một cái khóa học mà cực kỳ phù hợp cho những bạn nào mà thực sự muốn thật là cháy để ôn lại kiến thức nền thêm một lần nữa trước khi mà mình chính thức bước vào kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia. Đấy, nên là chị cũng thông báo trước cho lớp mình là như thế. Và đương nhiên là chị cũng sẽ có một cái mức học phí siêu ưu đãi cho lớp mình đối với những bạn nào thực sự mong muốn được tổng ôn lại cái kiến thức nền trước khi chúng ta thi. Có nghĩa là ví dụ như là độ 28 tháng 6 à, và chúng ta thi thì chúng ta sẽ học vào khoảng ngày 12, thì đến khoảng ngày 22 là chúng ta sẽ học xong. Đấy, chúng ta học trong 10 ngày. Và đây đã là một cái khóa học gọi là trở thành thương hiệu của học văn chị Yên trong rất nhiều năm qua rồi. Một cái khóa học nước rút cuối cùng. Thế nên thành ra những bạn nào mà có ý định manh muốn mà muốn tham gia khóa học 10 ngày trong các bạn trong lớp luyện đề để mình tổng hợp lại cái kiến thức nền, ôn lại thêm một lần nữa, củng cố lại thêm một lần nữa, thì các bạn có thể nhắn tin cho chị để đăng ký giữ chỗ trước tham gia nhá. Mỗi năm thì chị Hiên sẽ chào đón khoảng 1.000 bạn ở trong cái khóa học này. Và nói chung là nó cháy như thế nào thì trong những năm vừa qua nó đã đều thể hiện hết rồi. Và nếu như các bạn đã biết đến học văn chị Hiên thì chị nghĩ là cái khả năng rất cao là các bạn đã biết đến cái khóa học 10 ngày rồi. Thì chị sẽ có một cái ưu đãi về học phí rất là lớn cho các bạn trong lớp luyện đề nếu như chúng mình muốn ôn lại. Thì chị cũng nhắc trước là như thế, để nếu bạn nào mà chưa vững về kiến thức nền hay là thực sự muốn ôn lại thì để ý cái thông tin này một chút xíu nhá. Ok chưa nào? Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ cùng quay trở lại đây này. Đây là những cái vấn đề thường gặp trong Người lái đò sông Đà của nhà văn Nguyễn Tuân. Thế còn ai đã đặt tên cho dòng sông thì sao? Ai đã đặt tên cho dòng sông của Hoàng Phủ Ngọc Tường thì sao? À, thì các bạn sẽ chú ý giúp cho chị là sẽ có những cái vấn đề như sau mà chúng mình sẽ thường gặp này. Đó là nhận xét về chất trữ tình. Nhận xét về chất trữ tình. Phẩy chất thơ. À, chất trữ tình hoặc là chất thơ đấy ạ. Chất thơ trong hình ảnh sông Hương. À, được không ạ? Ví dụ là như thế. Trong hình ảnh sông Hương. Ví dụ là như thế nhá. Hay là chúng ta sẽ có đó là nhận xét về phong cách nghệ thuật của Hoàng Phủ Ngọc Tường. À, về phong cách nghệ thuật. Được không ạ? Hay là đặc sắc nghệ thuật. Được không nào? Đặc sắc nghệ thuật. Được chưa ạ? À, trong ký, viết ký của Hoàng Phủ Ngọc Tường. Hay là nhận xét về cái tình cảm Hoàng Phủ Ngọc Tường. Được không ạ? Nhận xét về tình cảm Hoàng Phủ Ngọc Tường dành cho sông Hương, dành cho xứ Huế. Đó, ok chưa ạ?
rất là nhiều những cái vấn đề mà người ta cũng có thể hỏi. Đấy là đối với hai cái tác phẩm ký nhá. Hay là ví dụ như đối với Vợ chồng A Phủ của nhà văn Tô Hoài, thì người ta có thể hỏi mình về cái gì ạ? Người ta có thể hỏi mình về giá trị hiện thực. Cái này rất hay hỏi đúng không? Giá trị nhân đạo. Được không ạ? Giá trị nhân đạo. Hay là người ta có thể hỏi về nhận xét về tình cảm dành cho con người lao động Tây Bắc. Tình cảm dành cho con người lao động Tây Bắc. Ví dụ thế. Hay là người ta có thể hỏi về gì ạ? Nhận xét về nghệ thuật miêu tả dựng cảnh của Tô Hoài. Nghệ thuật miêu tả dựng cảnh của Tô Hoài. Hay là người ta có thể hỏi về nhãn quan phong tục. Cái này rất hay này, được không ạ? Hay là người ta có thể hỏi về gì nữa? Vân vân những vấn đề khác. Ok chưa ạ? Thế còn với Vợ Nhặt thì sao? Người ta có thể hay hỏi về cái gì nhỉ các bạn nhỉ? Về Vợ Nhặt thì người ta có thể hỏi về cũng là giá trị hiện thực, cũng là giá trị nhân đạo, đúng không? Rồi thì cũng có thể hỏi về cái tình cảm dành cho con người lao động, nhưng mà không phải con người lao động Tây Bắc đâu nhá, chỉ là con người lao động thôi ạ. Đó, ok chưa nào? Con người lao động. Ok chưa? Hay là người ta có thể hỏi về gì nữa? Về nhận xét về cái vẻ đẹp tiềm tàng của người phụ nữ, hay nhận xét về khát vọng của con người trong nạn đói, nhận xét về cách xây dựng tình huống chuyện, nghệ thuật trần thuật, vân vân và mây mây. Ok chưa ạ? Thì đây sẽ là những cái vấn đề mà chúng ta cũng rất là thường gặp trong các tác phẩm. Ngoài ra thì tương tự như vậy, các bạn sẽ liệt kê những vấn đề thường gặp trong Chiếc Thuyền Ngoài Xa này. Trong Chiếc Thuyền Ngoài Xa, trong Rừng Xà Nu, trong Hồn Chương Ba Ra Hàng Thịt. Đó, các bạn sẽ chú ý nhá. Và trong cái file tài liệu mà chị gửi cho các bạn thì chị sẽ cố gắng là trình bày đầy đủ nhất về tất cả mọi cái vấn đề mà chúng ta có ở đây. Ok chưa ạ? Chị sẽ cố gắng trình bày về tất cả mọi cái vấn đề nhá. Chị sẽ cố gắng trình bày về tất cả mọi cái vấn đề, và chị cũng mong là các bạn ở trong lớp của mình, các em cũng sẽ chủ động đóng góp thêm những cái vấn đề khác để làm sao chúng ta có được những cái phần tài liệu toàn diện nhất dành cho tất cả các bạn. Được chưa nào? Bởi vì khi mà chúng ta có được một cái tài liệu toàn diện nhất thì việc của các bạn bây giờ chỉ là học thôi. Được chưa ạ? Thì chị vẫn đang cố gắng hết sức để làm cái điều đó cùng với các em. Còn lại đương nhiên là vẫn sẽ phải kỳ vọng vào cái sự chủ động của các bạn nữa.